Vườn mai Tiến Đạt nổi tiếng giữa hàng trăm hộ trồng mai ở xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Ông chủ vườn là chàng thanh niên sinh năm 1993, Nguyễn Minh Tiến. Tiến đến với nghề trồng mai này là cơ duyên khi anh có niềm đam mê từ nhỏ, bởi lớn lên giữa những vườn mai bạt ngàn nơi đây. Nghề thì cũng cái duyên thôi, thì mình đam mê cây mai rồi, sẵn mình vừa chơi và vừa kiếm thêm thu nhập. Thì mới đầu thì cũng chơi vài ba cây thì cảm thấy được, nhưng mà cái làng này thì người ta đa số trồng mai thì mình nhân rộng cái mô hình ra, riết thì nó nhiều như vậy. Hiện trên diện tích hơn 6 hecta của vườn mai Tiến Đạt có 2.000 mai chậu và 10.000 cây mai gốc lớn nhỏ, trong đó có những cây mai gốc to, dáng đẹp, tuổi đời từ 4 đến 10 năm, có cây giá trị 300 triệu. Mỗi năm anh Tiến xuất bán từ 2.000 đến 3.000 cây mai. Những năm gần đây, do quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng nên làng mai dần thu hẹp, nhiều hộ trồng mai chuyển nghề. Để bám trụ với nghề trồng mai, bên cạnh đam mê cần có hướng đi phù hợp. Tình yêu mãnh liệt với nghề trồng mai đã giúp anh Tiến theo đuổi ước mơ khởi nghiệp từ cây mai vàng. Anh quyết tâm tạo ra sự khác biệt cho vườn mai nhà mình giữa làng mai Bình Lợi. So với những vườn mai khác thì đây, như vườn mai em thì vườn mai tôi thì có những làm những sản phẩm riêng biệt ở cái làng Bình Lợi này thì người ta chưa có, thì tôi đã làm như những cây mai giáng long hoặc là những cây mai lớn khủng, thì cũng tôi cũng có mua từ nơi khác về, nhập từ chỗ khác về để làm cho nó đánh bật cái thị trường ở Bình Lợi nó khác hơn người ta. Thì đối với tôi như cây mai giáng long thì chỉ có tôi ở đây có, thì bây giờ những cây mai giáng long đó tôi có khoảng 5 tới 6 ngàn cây, thì cũng được 4 năm rồi. Thì những cái cây đó thì hiện tại Bình Lợi là chưa có ai có, chỉ có tôi có. Để có sự khác biệt giữa hàng trăm vườn mai ở Bình Lợi, không ngại đầu tư, anh Tiến mời các thợ lành nghề ở Chợ Lách, Bến Tre lên thành phố Hồ Chí Minh để tạo hình dáng long độc đáo cho những sản phẩm của mình. Độ chịu trời này giúp nâng cao thương hiệu và giá trị thương phẩm của vườn mai Tiến Đạt. Thì cái ở cái cây mai giáng long thì nó khó lắm, nó phải có cần ở một đội kỹ thuật riêng, và người cái đội kỹ thuật đó phải có tay nghề rất là cao, tại nó thuộc dạng như gần như bonsai, chứ không phải như những hộ dân đây thì chỉ làm tàn thông thì cái người thông thường cũng làm được. Thì mình chế biến, mình biến tấu ra cho nó cái sản phẩm nó sắc sảo hơn. Năm rồi tôi có ra những cây thương phẩm cây từ 3 năm tới 4 năm thì khoảng dao động từ 1,5 triệu tới 2,5 triệu, còn cây 4 năm rưỡi tới 5 năm thì khoảng 5 triệu tới 7 triệu một cây. Ngoài việc bán mai vàng thương phẩm, anh còn cho thuê gốc mai giáng long khủng vào dịp Tết với giá từ 30 đến 40 triệu đồng và gần như được đặt hàng sạch bách. Với hàng ngàn gốc mai giáng long độc lạ, chàng thanh niên 9X Nguyễn Minh Tiến tạo ra sức hút riêng với khách hàng mỗi dịp Tết đến. Qua đó, anh có thu nhập từ 600 đến 700 triệu đồng mỗi năm. Làng mai Bình Lợi đang thu hẹp, nhưng vẫn còn niềm tin về sự khởi sắc khi những thanh niên thế hệ trẻ như Nguyễn Minh Tiến vẫn sống với nghề truyền thống. Bởi sự sáng tạo và năng động của tuổi trẻ sẽ có những ý tưởng phù hợp để phát triển làng mai Bình Lợi trong thời buổi công nghệ số. Anh Nguyễn Minh Tiến được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 2021 và 2022.